Giới chức Mỹ hôm qua công bố số liệu chính thức cho biết tính đến nay đã có 18 người thiệt mạng và hơn 1.080 người có thể mắc bệnh phổi do sử dụng thuốc lá điện tử. Giới chức nước này cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát đại dịch y tế do thuốc lá điện tử, đặc biệt là đối với những người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Trước tình trạng trên, Mỹ đã yêu cầu nhiều công ty sản xuất thuốc lá điện tử nộp tài liệu về quảng cáo và mua bán mặt hàng này. Hiện giới chức Mỹ đã cảnh báo người dân không mua các sản phẩm thuốc lá điện tử bán trên đường phố hoặc các sản phẩm sử dụng tinh dầu có nguồn gốc từ cần sa. Mỹ đã có những động thái mạnh tay trong việc cấm sử dụng thuốc lá điện tử tại một số bang. Tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg đã tuyên bố sẽ dành 160 triệu đô la Mỹ cho một chiến dịch vận động cấm thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu tạo hương tại Mỹ.